chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào chủ đề: ngành thương mại dịch vụ, lĩnh vực lấy chăm sóc khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Các doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ lấy chất lượng làm thước đo trong cuộc chiến cạnh tranh không ngừng vì thượng đế. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Thưa quý vị, trong tuần qua, giá vàng trong nước biến động giảm mạnh trước những thông tin không lạc quan từ tình hình kinh tế thế giới. Ngược với chiều tăng mạnh của giá đô la Mỹ, thì giá vàng trong nước trong tuần đã lao dốc cùng giá vàng thế giới. Đầu tuần, giá vàng ở mức mua vào là 66.500.000 đồng một lượng, bán ra 67.400.000 đồng một lượng. Nhưng đến gần cuối tuần, chỉ còn 66.300.000 đồng một lượng mua vào và 67.100.000 đồng một lượng bán ra. Mức giá này chưa ổn định và vẫn trong xu thế giảm. Nguyên nhân giảm của giá vàng trong nước hệ lụy từ việc giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu liên quan đến lạm phát tăng cao hơn so với dự báo. Giá vàng lao dốc không chỉ là ảnh hưởng duy nhất đến tình hình lạm phát thế giới. Lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân trên thế giới giảm mạnh, khiến việc tiêu thụ hàng hóa toàn cầu sụt giảm, hiện đang là mối quan ngại lớn. Các hoạt động xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, bị ảnh hưởng nặng nề. Với Bà Rịa Vũng Tàu, theo số liệu thống kê của Sở Công Thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 1 ước đạt 701,15 triệu đô la Mỹ, giảm 8,46% so với tháng trước. Về thị trường, châu Á chiếm tỷ trọng 54,24% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, giảm 1,94% so với cùng kỳ. Thị trường châu Âu chiếm tỷ trọng 6,59% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 32,32% so với cùng kỳ. Thị trường châu Mỹ chiếm tỷ trọng 10,72%, giảm 44,38% so với cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm xuất khẩu đều giảm kim ngạch so với cùng kỳ, như phân bón, chất dẻo nguyên liệu, thủy sản, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sắt thép, giày dép, sơ sợi dệt các loại, sản phẩm từ sắt thép. Thưa quý vị, trong thời điểm thị trường ngày càng khó khăn, thì đáp ứng yêu cầu của khách hàng chính là một trong những biện pháp giúp các doanh nghiệp tồn tại. Và mỗi doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ của Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay đều nỗ lực chuyển đổi, thích ứng trong cuộc chiến cạnh tranh lành mạnh vì thượng đế. Siêu thị Go Bà Rịa không phải chỉ là nơi mua bán, mà hiện trở thành địa điểm thưởng thức hàng hóa sản phẩm bởi có sự đa dạng các loại hàng hóa và quy mô lớn nhất tại thành phố Bà Rịa. Ra đời sau các trung tâm mua sắm khác, siêu thị có cơ hội phát triển hợp thị hiếu khách hàng hơn. Đồng thời, chính các quản lý nơi đây cũng có sự thay đổi không ngừng để phù hợp với yêu cầu của khách hàng mua sắm. Các kệ hàng trong siêu thị thay đổi thường xuyên để khách hàng cảm nhận được sự mới lạ khi đi mua sắm. Các chương trình khuyến mãi giảm giá luôn là ưu thế của các siêu thị được phát huy tối đa tại đây. Bên phía siêu thị cũng còn có rất là nhiều chương trình khuyến mãi cho người dân tri ân người dân, rồi những chương trình làm sao đó để cho người dân đến mua, khách hàng của mình đến mua họ hài lòng nhất về riêng về hàng hóa khuyến mãi. Ngoài ra còn có cung cách phục vụ và những cái chương trình hoạt náo làm sao đó để cho khách hàng mỗi lần đến trải nghiệm mua sắm là một lần cảm thấy thú vị. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại diễn ra thường xuyên. Mỗi đơn vị có thể chọn một cách thức cạnh tranh lành mạnh khác nhau, song tất cả đều hướng đến nhu cầu của khách hàng. Với nhiều đơn vị thì cách thức trưng bày nhiều loại hàng hóa đa dạng cả về giá cả chủng loại, khiến khách hàng cảm thấy thỏa mãn trong việc chọn lựa là cách thức để giữ chân khách. Bên trung tâm mua sắm Hòa Hạnh chúng tôi cũng đã và đang cập nhật rất là nhiều mẫu mã cũng như là dự trữ hàng hóa để làm sao phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Thời trang là lĩnh vực thương mại thường xuyên phải thay đổi để phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua là thời điểm để các doanh nghiệp ngành này bùng nổ các hoạt động hướng đến khách hàng, và trong đó không thể thiếu yêu cầu nhập các loại sản phẩm mới về theo xu hướng thời trang. Đây cũng là lĩnh vực nhanh bắt kịp với xu thế nhất trong giai đoạn công nghệ số 4.0. Sản phẩm càng đa dạng phong phú, phù hợp theo trend thì càng dễ được khách hàng quan tâm mua sắm. Việc đáp ứng theo xu hướng thời trang của khách ngốn chi phí rất lớn,
nhưng các cửa hàng kinh doanh thời trang vẫn phải chấp nhận vì khách hàng. Bên Aretino tại Vũng Tàu, bên tôi tuy là vẫn khắc phục về các cái vấn đề nhân sự và các cái chi phí trong cửa hàng, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái dịch vụ và phục vụ cho cái nhu cầu của khách được ngày vẫn tốt hơn. Các doanh nghiệp ngành dịch vụ làm đẹp cũng không ngừng nỗ lực trong cuộc chiến cạnh tranh nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Trong giai đoạn bùng nổ về thông tin hiện nay, thì tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dịch vụ càng cao hơn. Chỉ cần trên thị trường xuất hiện một cơ sở mới, có một sự khác biệt trong sản phẩm hoặc một dịch vụ theo xu hướng mới, lập tức sẽ khiến nhiều doanh nghiệp khác mất khách hàng. Vì vậy, tìm cách giữ chân khách hàng quen thuộc là nhiệm vụ sống còn mà nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đã và đang xác định. Những cái bước tiếp theo cho năm 2023 đó là chúng tôi sẽ phát triển từng nhân sự trong Việt Thẩm Mỹ để cho các bạn cập nhật về những cái công nghệ mới. Chúng tôi tiếp tục phát triển về điều trị da, mang tới cho khách hàng những cái gói sản phẩm tốt hơn, cách phục vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt hơn mỗi ngày. Lĩnh vực giáo dục là một mảng dịch vụ khá khó và kén doanh nghiệp. Dịch vụ giáo dục đòi hỏi không chỉ có chất lượng dịch vụ phải cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ của người dân, đặc biệt là lớp trẻ. Hơn thế còn phải đáp ứng yêu cầu có sự khác biệt với các chương trình được giảng dạy chính quy trong nhà trường. Không có sự khác biệt thì chẳng ai muốn bỏ thêm thời gian buổi tối hay ngày nghỉ để đến học tại các trung tâm. Nhưng hoạt động kỹ năng được tổ chức hướng đến yêu cầu sự hòa nhập và tiến bộ của người dân trong thời kỳ phát triển ngày càng hiện đại. Buổi tối là cái khung thời gian mà có nhiều lớp nhất ở trung tâm Lan Anh. Ba mẹ thì thường gửi con đến đây đăng ký nhiều, nhất là những lớp học để nâng cao khả năng giao tiếp về tiếng Anh và các lớp kỹ năng giúp cho các bạn ấy có thêm động lực học tập và có thêm nhiều cái kỹ năng trong cuộc sống. Yêu cầu về nhân sự đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cũng rất lớn. Đây cũng chính là lý do của sự dịch chuyển nguồn học viên từ cơ sở này sang cơ sở khác nếu các trung tâm không có nguồn nhân lực mạnh. Ở một số trung tâm kinh doanh dịch vụ giáo dục đào tạo, tuy đã đủ nguồn nhân lực, nhưng họ vẫn phải thường xuyên tìm kiếm các nhân tố mới để bổ sung những ngôi sao sáng cho đội ngũ nhân sự. Các nhân sự chất lượng cao luôn được trọng dụng để mang đến sự yên tâm về chất lượng giảng dạy cho học viên. Về vấn đề tuyển dụng nhân sự thì thật ra nó cũng không phải gọi là gặp khó khăn gì nhiều trong vấn đề tuyển dụng, nhưng mà để nói về đào tạo được các giáo viên thầy cô giỏi thì thật sự nó là một bài toán khó mà chúng tôi đang phải đối mặt. Vì nhân sự giỏi thì người ta sẽ tìm đến những cái nơi mà nó nhiều cơ hội hơn, như là các thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu. Cho nên là tìm kiếm thầy cô giáo ở thành phố Bà Rịa thì nó là một cái thử thách lớn, không chỉ đối với trung tâm chúng tôi mà còn các trung tâm khác nữa. Thưa quý vị, đó chỉ mới là một trong số những điển hình mà chúng tôi muốn đề cập đến trong cuộc chiến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn thì mỗi doanh nghiệp cần phải linh động đổi mới để tồn tại và phát triển. Tôi chọn lựa những cửa hàng mà có uy tín để mua hàng, để khi mà họ giao tới nhà thì sản phẩm vẫn còn đang còn được tươi ngon và chất lượng. Kể cả khi mà thanh toán qua chuyển khoản thì tôi cũng yên tâm, bởi vì cái shop đấy là họ cũng uy tín, hàng của họ chất lượng nên là không làm tôi phải suy nghĩ gì cả. Nhà chị thì thông thường là chị chọn những cái xuất xứ mà sản xuất từ Việt Nam. Cho dù mà có dùng những cái hàng khác thì cũng là xuất xứ từ Việt Nam. Dạ, có nghĩa là mình cũng phải chọn những cái hàng hóa mà nó có thương hiệu để mua sắm, chứ không mua những cái hàng mà nó không có tên, có cửa gì. Chất lượng của sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu sự chi phối của nhiều yếu tố như đòi hỏi của thị trường, trình độ, khả năng cung ứng của sản xuất, chính sách kinh tế của nhà nước. Nhu cầu của thị trường rất đa dạng phong phú về số lượng chủng loại. Và trong giai đoạn nền kinh tế mở 4.0 hiện nay, khách hàng ngày càng khắt khe hơn bởi có nhiều sự chọn lựa hơn, nhiều kiến thức hơn để so sánh phân biệt. Đây là thời điểm không dễ đối với tất cả các doanh nghiệp trong cuộc chiến nóng về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình và tạo được đà tăng tốc trong thương trường. Thưa quý vị, vấn đề đặt ra chính là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nắm vững cơ hội hay không trong một môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu, nhiều biến động và cạnh tranh hoàn hảo.
Nền tảng số 4.0 giúp các doanh nghiệp tìm kiếm những hướng đi mới, phù hợp và linh động hơn, và cũng giúp các doanh nghiệp nhìn lại mình, quản trị doanh nghiệp tốt hơn nhằm tạo ra những hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Hội nhập tuần này. Xin kính chào quý vị xem đài và hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ này tuần sau.